Minh Đường Tử Vi Hoan Hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 19 tháng 4 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý, vận trình ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy. Cục diện Tý Dậu tương phá nhắc nhở người tuổi Tý không nên lơ là, bỏ qua cả những chi tiết nhỏ. Lời khuyên cho bạn chính là cần đối mặt với các thách thức bằng tất cả sự tập trung mà bạn có được ngày hôm nay. Khi bạn có thể dồn toàn bộ tâm huyết cho một mục đích nào đó thì mỗi ngày đi qua sẽ đều vô cùng giá trị và ý nghĩa đấy. Lại thêm trong ngày này cũng đang gặp tỷ kiên chiếu mệnh khiến con giáp tuổi Tý cảm thấy thiếu tin tưởng với những người xung quanh, nhưng đôi khi, sự hồ nghi là cần thiết. Tuy nhiên với ngày hôm nay, bạn hãy thư giãn đi. Đừng quá căng thẳng hay đặt quá nhiều câu hỏi cho một vấn đề nào đó, có lẽ cứ thoải mái đón nhận thì hơn đấy. Cũng may là thứ hai này đang có được ngũ hành tương sinh, cho thấy sức khỏe của bản mệnh khá tốt khi hệ miễn dịch được tăng cường nhờ vào việc ăn uống, nghỉ ngơi điều độ. Với những ai mới ốm dậy thời gian này cũng nhanh chóng hồi phục. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh Kim, trong ngày nên đi xa, di chuyển, khai trương, xuất hành, cầu tài, kết bạn, kết hôn, xin việc, nhận việc, đầu tư cổ phiếu, huy động vốn, xuất hàng, tiến hành công việc, thực hiện điều dự tính. Có sự thay đổi về công danh chức vụ, tình cảm, hôn nhân. Người nữ có tài lộc, người nam có tài lộc nhưng hao tốn về giao thiệp, đình đám. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy, ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, hội họp, tiệc tùng, đình đám, hẹn ước. Có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm. Mọi việc không nên đi quá giới hạn, hoặc kéo dài, sẽ gặp chuyện không hay, có tổn thất, trách oán, phạt vạ, hao tốn tài lộc, tuy nhiên vẫn có tiền bạc hoặc có quà tặng. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa, mọi việc không nên đi quá giới hạn, kéo dài, sẽ gặp chuyện không hay, có tổn thất, trách oán, phạt vạ, hao tài. Ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, hội họp, tiệc tùng, hẹn ước, giải trí. Có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc hay về tình cảm. Có cuộc đi ngắn, có tin vui. Tử vi tuổi Canh Tý, thuộc mệnh Thổ, ngày thuận lợi cho mọi công việc về cầu công danh, thi cử, đính ước, hôn nhân, hợp tác, ký kết. Có tin tốt ở xa hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có sự thay đổi về công danh chức vụ, tình cảm, hôn nhân. Người nữ có tài lộc, người nam có tài lộc nhưng hao tốn về giao thiệp, đình đám. Tử vi tuổi Nhâm Tý, thuộc mệnh Mộc, ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, hội họp, tiệc tùng, đình đám, hẹn ước, giải trí. Có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm. Có cuộc đi ngắn, có tin vui, mọi việc không nên đi quá giới hạn, hoặc kéo dài, sẽ gặp chuyện không hay, có tổn thất, trách oán, phạt vạ, hao tốn tài lộc. Con số may mắn, 6, 34. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ, Dần, Mùi. Tử vi tuổi Sửu, xem tử vi ngày thứ hai này đối với con giáp tuổi Sửu cho thấy, tam hợp phù trợ mang lại định hướng phù hợp hơn cho con giáp tuổi Sửu với chuyện tình cảm hiện tại. Có thêm một ai đó bên mình hay không bây giờ không quan trọng bằng việc người đó có thực sự làm cho bạn cảm thấy vui hay không. Ngày này cũng gặp thiên quan chiếu mệnh, nhắc nhở con giáp tuổi Sửu trước khi bắt tay vào một dự án mới mẻ nào đó, bạn sẽ cần phải đọc thật kỹ những giấy tờ, văn bản có liên quan để có thể hiểu những chi tiết được hướng dẫn, trước khi bắt tay vào hành động. Sự vội vàng, hấp tấp không giúp ích gì cho bạn trong những lúc thế này đâu nhé. Ngày này lại có được ngũ hành tương sinh, mang lại cơ hội hiếm hoi để bạn cải thiện tình hình tài chính. Có thể là bạn được ai đó hỗ trợ, dù là hình thức gì bạn cũng nhớ trân trọng những gì họ làm cho bạn. Với bạn tuổi Sửu thường là người hay lo lắng thái quá làm cho người khác bị cuốn theo những lo sợ của chính mình. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh Kim, nên cẩn trọng coi chừng quyền lợi của mình bị dòm ngó mà không được hưởng, hoặc bị chia phần không như ý. Không nên tranh cãi đưa đến xung đột. Cẩn trọng trong vấn đề di chuyển, sử dụng trong vấn đề máy móc, xe cộ hoặc gặp rủi ro khi làm việc. Có tin buồn, tài lộc chưa đến, dễ hao tài. Nhà có đình đám, hoặc được mời dự tiệc nhưng không vừa ý hoặc không đi. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh Thủy, nên thay đổi công việc, hoàn cảnh hiện tại, hoặc đi xa. Mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu. Có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, hoặc có tiệc tùng, đình đám. Có tin xấu về đi lại, di chuyển, sử dụng các phương tiện xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh Hỏa, mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu, nhất là lưu ý đến những công việc cũ. có sự phiền lòng, bất an trong quan hệ giữa bè bạn, thân nhân, hoặc gặp rủi ro. Có tin buồn, không nên vội vã hoặc lo ngại, sự việc sẽ tốt trong vài ngày sắp tới. Sức khỏe không tốt, có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, hoặc có tiệc tùng. Có tin xấu về đi lại, di chuyển, các phương tiện xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ. Cẩn trọng trong vấn đề di chuyển, sử dụng trong vấn đề máy móc, xe cộ hoặc gặp rủi ro khi làm việc. Có tin buồn, tài lộc chưa đến, hoặc có quà nhỏ, ăn uống. Nên cẩn trọng coi chừng quyền lợi của mình bị dòm ngó mà không được hưởng, hoặc bị chia phần không như ý. Không nên tranh cãi đưa đến xung đột, nhưng cũng không nên để mình bị áp lực. Nhà có đình đám, hoặc được mời dự tiệc nhưng không vừa ý hoặc không đi. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc. Mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu, nhất là lưu ý đến những công việc cũ. Có sự phiền lòng, bất an trong quan hệ giữa bè bạn, thân nhân, hoặc gặp rủi ro. Có tin buồn, không nên vội vã hoặc lo ngại, sự việc sẽ tốt trong vài ngày sắp tới. Sức khỏe không tốt, có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, hoặc có tiệc. Có tin xấu về đi lại, di chuyển, các phương tiện xe cộ, máy móc, nhà cửa. Con số may mắn, 6, 33. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lam, đen. Quý nhân phù trợ, Thìn, Thân. Tử vi tuổi Dần, ngày thứ hai này xem tử vi cho thấy. Con giáp tuổi Dần luôn luôn là người biết chăm sóc cho bản thân mình, tuy nhiên ảnh hưởng của thương quan nên đây là ngày mà cần phải hạn chế những thôi thúc ích kỷ nơi bạn. Hãy cân bằng giữa nhu cầu bản thân và những người xung quanh, điều đó thực sự quan trọng trong một mối quan hệ lành mạnh. Đừng chỉ nghĩ đến mình mà thôi. Ngày này cũng gặp Mộc Kim xung khắc nhắc nhở bản mệnh rằng đây không phải là ngày thích hợp để bạn di chuyển, nên thận trọng và đề cao tính an toàn ngày hôm nay. Ngoài ra, bạn cũng có thể có những cảm giác không tích cực cho lắm khi đối diện với những vấn đề diễn ra, vậy nên tốt nhất là tuân thủ phương châm chậm mà chắc thì hơn. Và theo Hải Thượng Lãn Ông chỉ ra rằng, ngày 8 âm lịch nhân thần ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh Thủy. Đã đến lúc cần có sự thay đổi về hoàn cảnh hiện tại. Không nên chần chừ sẽ bị lỡ việc. Không nên ngồi tại chỗ mà phải đi đến nơi mình cần giải quyết. Có tài lộc, có hỷ sự, hạp các nghề nhiếp ảnh, bảo hiểm, ngân hàng, đầu tư cổ phiếu. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh Hỏa. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có cuộc vui, tin vui, ăn uống, quà cáp. Nghe tin buồn về sức khỏe, bổn mạng của thân nhân. Ngày có sự hẹn ước, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh Thổ. Việc gì cũng không nên đi quá giới hạn của nó, dễ đem đến sự phiền lòng, bất lợi, dễ gặp rủi ro. Không nên háo thắng, nếu có sự chậm trễ hoặc không có phương hướng giải quyết thì để dành vào một ngày khác. Cũng không nên tin vào sự hứa hẹn về công việc bằng tình cảm. Tài lộc không tốt, tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh Mộc. Đã đến lúc cần có sự thay đổi về hoàn cảnh hiện tại. Không nên chần chừ sẽ bị lỡ việc. Không nên ngồi tại chỗ mà phải đi đến nơi mình cần giải quyết. Có tài lộc, có hỷ sự, hạp các nghề nhiếp ảnh, bảo hiểm, ngân hàng, đầu tư cổ phiếu. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh Kim. Việc gì cũng không nên đi quá giới hạn của nó, dễ đem đến sự phiền lòng, bất lợi, dễ gặp rủi ro. Không nên háo thắng, nếu có sự chậm trễ hoặc không có phương hướng giải quyết thì để dành vào một ngày khác. Cũng không nên tin vào sự hứa hẹn về công việc bằng tình cảm. Tài lộc trung bình. Con số may mắn, 7, 11. Giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, trắng. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Tuất. Tử vi tuổi Mão. Xem tử vi ngày thứ hai này, thầy tử vi chỉ ra rằng, ngũ hành lục xung, cái điều này gây ra những xáo trộn trong cuộc sống của con giáp tuổi Mão, đó có thể là công việc hoặc đời sống tình cảm. Cảm xúc của bạn ảnh hưởng khá nhiều khi bạn không kiềm chế được chúng và dễ bị bộc phát ra ngoài. Vận trình ngày này lại gặp được thực thần chiếu mệnh, mang tới tâm hồn tươi mới cho con giáp tuổi Mão khi trao đi những giá trị cho những người quanh mình. Các hoạt động tình nguyện thực sự giá trị ngày hôm nay. Nhờ thế, chúng có thể giúp bạn đem đến những điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh cũng như cho cuộc sống của chính bạn. Bên cạnh đó, với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có Mộc Kim xung khắc cho thấy, có thể những tin đồn thất thiệt có thể gây cho bạn những cảm xúc phức tạp ngày hôm nay, tuy nhiên mặt tích cực là chúng cũng khá thú vị và hài hước đấy chứ. Thái độ của bạn khi tiếp nhận tin đồn sẽ đem đến những tác động hoàn toàn khác. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh Thủy. Ngày xung của bổn mạng. Nếu có tiệc vui, đình đám cũng không nên ở lâu hoặc vui chơi quá đáng đem lại sự tổn thất về tiền bạc cũng như uy tín của bổn mạng. Cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Ngày có nhiều sự chuyển biến rất mạnh mang tính đảo ngược hoặc ngoài dự tính của mình. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, ngày xung của bổn mạng. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc mệnh Thổ, ngày xung của bổn mạng. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Đề phòng rủi ro khi di chuyển, đi lại, có tin xấu về sức khỏe. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh Mộc, ngày xung của bổn mạng. Công việc đang tiến hành dễ bị ngăn trở, bỏ dở nửa chừng, dễ bị phá ngang do người hoặc do các hoàn cảnh khách quan đem lại. Có khách đến hoặc nhà có đám tiệc. Có sự hư hại về lửa điện hoặc điện thoại, đồ gia dụng. Hao tài về mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Có tài lộc, quà tặng, lộc ăn. Có tin tức ở xa. Cẩn trọng sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh Kim, ngày xung của bổn mạng. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc, giải trí. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin của họ. Đề phòng rủi ro khi di chuyển, đi lại, có tin xấu về sức khỏe. Con số may mắn, 6, 56. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, đỏ. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Tý. Tử vi tuổi Thìn. Vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Thìn, nhờ có lục hợp mang tới những tín hiệu vui mà con giáp tuổi Thìn cảm thấy tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người và bạn có thể thẳng thắn nói ra những ý kiến của bản thân khi cần. Bạn cũng cảm thấy rõ ràng hơn trong việc suy nghĩ, tư duy, việc bạn phân định, đánh giá vấn đề cũng tốt hơn trước rất nhiều. Lại thêm trong ngày này có được chính quan chiếu mệnh đưa tới điều kiện thuận lợi hoặc có ai đó chỉ cho bạn con đường phù hợp để bạn có thể cải thiện cuộc sống trong thời gian tới. Việc này thành công tới đâu còn phụ thuộc khá nhiều vào năng lực và cách bạn nắm bắt vấn đề đấy. Trong ngày thứ hai này tử vi cũng cho thấy, ngũ hành tương sinh khuyến khích bản mệnh cần phải bày tỏ tất cả những cảm xúc thật của mình dành cho ai đó trước khi mọi thứ trở nên qua trễ ngày hôm nay. Thái độ chủ động của bạn sẽ quyết định kết quả cuối cùng của mối quan hệ đấy, vậy thì hãy mạnh dạn lên thay vì ngại ngần, băn khoăn nhé. Tử vi tuổi Giáp Thìn, thuộc mệnh Hỏa, nên thay đổi ý định, công việc dù có chút ít khó khăn ngăn trở. Tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc gặp được cơ hội tốt. Chỉ nên lắng nghe ý kiến của khác nhưng phải tự mình quyết định. Hoặc không nên bàn hoặc nhúng tay vào những chuyện không dính líu đến quyền lợi của mình. Cẩn trọng có sự đổ lỗi hoặc phải gánh vác trách nhiệm một cách vô cớ. Có lộc nhỏ, nên cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi Bính Thìn, thuộc mệnh Thổ. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng. Có người đem lại điều lợi cho mình. Có tin buồn về tai nạn rủi ro của người quen. Tài lộc trung bình, có lộc ăn, có hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Mậu Thìn, thuộc mệnh Mộc. Không nên e ngại chuyện hao tốn vì sự việc không phải là dễ dàng. Trong việc đi lại cũng vậy phải nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc. Mọi việc tổ chức, sắp xếp cho các công việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn. Có tin tức ở xa, có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi Canh Thìn, thuộc mệnh Kim, nên thay đổi ý định, công việc dù có chút ít khó khăn ngăn trở. Tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc gặp được cơ hội tốt. Chỉ nên lắng nghe ý kiến của khác nhưng phải tự mình quyết định. Hoặc không nên bàn hoặc nhúng tay vào những chuyện không dính líu đến quyền lợi của mình. Cẩn trọng có sự đổ lỗi hoặc phải gánh vác trách nhiệm một cách vô cớ. Tài lộc không được như ý. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thuộc mệnh Thủy. Không nên hấp tấp vội vàng vì có những sự việc xảy ra bất ngờ ngoài dự tính. Việc di chuyển, đi lại có sự cản trở hoặc gặp rắc rối. Công việc khó tiến hành cho êm xuôi. Cẩn trọng có sự trách oán, phiền lòng hoặc có tin tức xấu. Có cuộc vui nhỏ, không nên e ngại chuyện hao tốn vì sự việc không phải là dễ dàng. Con số may mắn, 5, 22. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, cam. Quý nhân phù trợ, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ. Tử vi thứ hai này, xem tử vi cho thấy, tam hợp phù trợ, đây là tín hiệu tốt để con giáp tuổi Tỵ có một ngày để thể hiện sức hút của mình. Đừng ngại ngần bắt đầu những cuộc trò chuyện thú vị và cho đối phương thấy bạn là một người đáng yêu như thế nào. Một chút tự tin, một chút táo bạo sẽ giúp bạn ghi điểm đấy. Lại thêm trong vận trình ngày này đang có chính tài chiếu mệnh cho thấy tiền bạc được sung túc, có thể là ngày cuối tháng bạn nhận được tiền lương, nhìn chung tài vận lúc này khá tốt. Tuy nhiên, đừng vì vừa nhận được tiền mà tiêu xài hoang phí để thỏa mãn sở thích cá nhân, thời gian tới sẽ có nhiều khó khăn, bạn nên sống tiết kiệm hơn. Với bạn tuổi Tỵ là con giáp giỏi chọn vợ và dễ dàng xây dựng được một mái nhà hạnh phúc. Tuy nhiên trong ngày thứ hai này, ngũ hành xung khắc cho thấy, sức khỏe của bạn tuổi Tỵ lại không được như ý, có thể vì chế độ ăn uống của bản mệnh không phù hợp, bạn đang tùy hứng, thích gì ăn nấy, thiếu kiểm soát. Bản mệnh nên sống có kỷ luật và nền nếp hơn để có thể phòng tránh một số bệnh liên quan. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa. Không nên tin tưởng vào sự suy tính của mình dù có đúng ở trong quá khứ. Không nên tin tưởng vào lời nói hoặc ý kiến của người khác, chưa hẳn đã là sự trung thực. Nếu làm ăn thì cần phải đề phòng tiểu nhân dòm ngó hoặc tung tin xấu sai lạc. Việc mong cầu về tiền bạc không tốt, chỉ có được chút ít, dễ hao về chuyện mua sắm tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám. Có tin tức, có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc. Không nên có sự xích mích, tranh cãi khi có bất đồng quan điểm. Có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có đám tiệc. Có tin tức, có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim. Cần cẩn trọng trong mọi việc. Có tin xấu. Không nên tin tưởng vào sự suy tính của mình dù có đúng ở trong quá khứ. Không nên tin tưởng vào lời nói hoặc ý kiến của người khác, chưa hẳn đã là sự trung thực. Nếu làm ăn thì cần phải đề phòng tiểu nhân dòm ngó hoặc tung tin xấu sai lạc. Việc mong cầu về tiền bạc không tốt, chỉ có được chút ít, dễ hao về chuyện mua sắm tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy. Không nên có sự xích mích, tranh cãi khi có bất đồng quan điểm. Có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám. Có tin tức, có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống, nhưng hao tài cho tiền bạc đến hạn kỳ. Con số may mắn, 6, 23. Giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, tím. Quý nhân phù trợ, hợi, mùi. Tử vi tuổi Ngọ. Vận trình ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy, thiên tài giúp sức hỗ trợ con giáp tuổi Ngọ vượt qua những khó khăn liên quan tới tiền bạc. Có thể có người giúp tiền nong để bạn vững tin hơn, vượt qua một số khó khăn hiện tại, có chút hy vọng nào lúc này cũng đều đáng quý đấy nhé. Ngày này với bạn tuổi Ngọ cũng gặp ngày có hỏa kim xung khắc cho thấy, chuyện tình cảm không như ý, có thể vợ chồng xảy ra cãi cọ, những cặp đôi gây ra mâu thuẫn vì sự quan tâm, chăm sóc của hai người không tương đồng. Nếu có vấn đề gì nên thẳng thắn chia sẻ, đừng giấu trong lòng vì chuyện nhỏ nhưng tích tụ lâu sẽ trở thành chuyện lớn đấy nhé. Về phương diện sức khỏe của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai đầu tuần này. Sức khỏe là một điều vô cùng quan trọng với bản mệnh ngày hôm nay, vậy thì đây là thời điểm rất tốt để bắt đầu một kế hoạch tập luyện bài bản nhằm chăm sóc cho cơ thể thêm khỏe mạnh. Đừng lười biếng nhé, thói quen đó sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến thể chất và tinh thần của bạn đấy. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim. Không nên ngồi tại chỗ mà nên đi ra ngoài mới có lợi cho mọi việc. Không nên e ngại chuyện hao tốn sẽ có điều lợi vào, hoặc có quý nhân giúp đỡ, cơ hội đến với mình. Thuận lợi cho việc cầu công danh, đính ước, hò hẹn, dự tiệc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, nhận được tin tức vui buồn lẫn lộn. Mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển, hoặc có tin buồn về việc này. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tin tức vui buồn lẫn lộn. Mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu. Có tài lộc, hoặc có lộc ăn, quà tặng. Có tin buồn về đi lại, di chuyển hoặc nhận tin tức không tốt. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều sự việc thay đổi bất ngờ hoặc có những chuyện đến ngoài dự tính, kể cả những người mình không hẹn gặp. Không nên ngồi tại chỗ mà nên đi ra ngoài mới có lợi cho mọi việc. Không nên e ngại chuyện hao tốn sẽ có điều lợi vào, hoặc có quý nhân giúp đỡ, cơ hội đến với mình. Thuận lợi cho việc cầu công danh, đính ước, hò hẹn, được lộc ăn, dự tiệc. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có đám tiệc, tin vui buồn lẫn lộn. Mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Có tin buồn về đi lại, di chuyển hoặc nhận tin tức không tốt. Hao tài về mua sắm, tu bổ, sửa chữa, ăn uống. Con số may mắn, 9, 20. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, tím. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Mùi. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho thấy, cho dù có bị ảnh hưởng của thiên quan hay bất cứ chủ đề nào làm khó con giáp tuổi Mùi trong ngày này, thì với bạn hãy thẳng thắn chia sẻ nó với bạn bè và lắng nghe những phản hồi từ đối phương, bạn sẽ thấy mối quan hệ được củng cố thêm rất nhiều đấy. Thái độ bảo thủ, cố chấp hoàn toàn không được khuyến khích ngày này. Ngày này cũng có được ngũ hành tương sinh cho thấy bản mệnh có cơ hội nhận ra rằng mình đang chia sẻ một mục đích chung với một nhân vật quan trọng nào đó thì ngày hôm nay là cơ hội để tiết lộ điều đó với đối phương. Đừng giữ mọi thứ bí mật cho riêng mình, bạn sẽ không được lợi ích gì đâu. Ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay bản mệnh nên lưu ý cần kiêng cữ trong thời gian này về những việc như khởi công, tạo tác việc gì cũng không tốt. Nên đặc biệt lưu ý là việc kỵ nhất bao gồm chôn cất, sửa đắp mồ mả, đóng thọ đường, đóng hòm để sẵn. Tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh Kim. Công việc đang tiến hành dễ bị ngăn trở, bỏ dở nửa chừng, dễ bị phá ngang do người hoặc do các hoàn cảnh khách quan đem lại. Có khách đến hoặc nhà có tiệc tùng, đình đám. Có sự hư hại về lửa điện hoặc điện thoại, đồ gia dụng. Hao tài về mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Có tài lộc, quà tặng, lộc ăn. Có tin tức ở xa. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh Thủy. Ngày có sự gặp gỡ đông người, hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc, nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, thuộc mệnh Hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng. Thuận lợi cho việc sắp xếp những công việc cũ, tu bổ, sửa chữa đồ đạc, nhà cửa. Nên nghỉ ngơi, tránh sự tranh cãi, thị phi. Nếu có khách đến cũng không đem lại điều tốt. Có tin buồn, ngày hoàn toàn không tốt cho việc khai trương, hợp tác. Tử vi tuổi Tân Mùi, thuộc mệnh Thổ. Ngày có sự hư hại về lửa điện hoặc điện thoại, đồ gia dụng. Hao tài về mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Có tài lộc, quà tặng, lộc ăn. Có tin tức ở xa. Công việc đang tiến hành dễ bị ngăn trở, bỏ dở nửa chừng, dễ bị phá ngang do người hoặc do các hoàn cảnh khách quan đem lại. Có khách đến hoặc nhà có đám tiệc. Tử vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh Mộc. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe. Ngày có sự gặp gỡ đông người, nhưng cũng có người mình không vừa ý, hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc. Con số may mắn, 8, 56. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cam. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân. Vận trình ngày thứ hai này cho thấy, nhờ có tam hội phù trợ mà một số việc lúc đầu người tuổi Thân cảm thấy căng thẳng nay cũng đã trở nên nhẹ nhàng hơn, bạn chủ động hơn trong việc tiếp cận ai đó để hoàn thành công việc của mình. Nhìn chung, mối quan hệ xung quanh hài hòa giúp bạn cảm thấy tự tin hơn về chính mình. Hôm nay trong ngày cũng đang có chính ấn che trở nên con giáp tuổi Thân cảm thấy vô cùng thoải mái với một tốc độ chậm rãi, an toàn. Đừng quên rằng hành trình cũng quan trọng không kém gì điểm đến, và qua mỗi bước đi bạn đều tận hưởng được những điều thật giá trị của cuộc sống đấy. Trong ngày này cũng đang gặp ngày có kim khí vượng có thể mang tới tiền bạc cho bản mệnh như là một khoản hỗ trợ, tiền lương, thưởng. Nhờ đó mà bản mệnh có một ngày khởi sắc, bạn lại nuôi thêm niềm tin mới và cố gắng làm việc chăm chỉ hơn. Tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh Thủy. Tài lộc chỉ hé mở chưa phải là lúc tính chuyện lớn lao, cần phải cố gắng thêm nữa để khỏi phụ lòng người, cơ hội đã giúp đỡ mình. Tiến thêm thì bất lợi. Có quý nhân, bè bạn, người thân đến. Nên nhu thuận với mọi người, tránh mọi sự thị phi, tranh cãi. Có tin không tốt, tử vi tuổi Bính Thân, thuộc mệnh Hỏa. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Nên ra đi hoặc tiến hành những việc đã có dự tính trước. Có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý. Cẩn trọng trong việc di chuyển, đi lại, hoặc có tin buồn về việc này. Tử vi tuổi Mậu Thân, thuộc mệnh Thổ. Cẩn trọng trong việc di chuyển, đi lại, hoặc có tin buồn về việc này. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý. Tử vi tuổi Canh Thân, thuộc mệnh Mộc. Mọi việc còn lâu dài chưa phải là đến lúc kết thúc nhưng cũng phải tiến hành cho nhanh, hoặc nên cố gắng tìm ra giải pháp mới. Tài lộc chỉ hé mở chưa phải là lúc tính chuyện lớn lao, cần phải cố gắng thêm nữa để khỏi phụ lòng người, cơ hội đã giúp đỡ mình. Có quý nhân, bè bạn, người thân đến. Nên nhu thuận, hòa hoãn với mọi người, tránh mọi sự thị phi, tranh cãi. Tử vi tuổi Nhâm Thân, thuộc mệnh Kim. Nên mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý. Nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Cẩn trọng trong việc đi lại, hoặc có tin buồn về việc này. Con số may mắn, 9, 34. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, cam, hồng. Quý nhân phù trợ, Dần, Mùi. Tử vi tuổi Dậu. Vận trình ngày thứ hai này xem tử vi cho thấy, cục diện ngũ hành Dậu Dậu tự hình, cái điều này khiến bản mệnh suy nghĩ nhiều hơn thường lệ về cuộc sống đang diễn ra và có phần cảm thấy hoang mang. Bạn nên kiểm soát cảm xúc, nhìn thẳng vào tình hình để lên kế hoạch cho tương lai rõ ràng hơn để bạn cảm thấy vững tin hơn. Ngày thứ hai này nhờ có thiên ấn chiếu mệnh mà sức sáng tạo của con giáp tuổi Dậu có thể đưa bạn đi qua mọi rào cản. Vậy thì hãy để những ý tưởng sáng tạo thú vị mà bạn nảy lên trong đầu trở thành cứu cánh, mang đến cho bạn những phút giây thực sự thú vị, ý nghĩa trong ngày đầu tuần này nhé. Kim khí vượng cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang đi xuống. Hãy hạn chế thức khuya hay ăn quá nhiều đồ ngọt, đồ có ga. Nếu bạn vẫn đang cày phim vào mỗi tối thì nên bỏ ngay thói quen xấu đang ảnh hưởng tới hệ miễn dịch của bạn đấy nhé. Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh Thủy. Ngày tuổi của bổn mạng. Mọi việc đều không nên tiến hành, nên dè dặt trong mọi chuyện. Có sự hao tốn, cực nhọc về tiệc tùng, đình đám, khách khứa, người thân đến. Đi xa bất lợi. Tử vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh Hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng. Có sự gặp gỡ người thân, bè bạn. Có tài lộc, quà tặng. Có cuộc vui chơi, giải trí, di chuyển, nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này. Hao tốn về mua sắm. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thuộc mệnh Thổ. Ngày tuổi của bổn mạng. Có sự gặp gỡ người thân, bè bạn. Có tài lộc, quà tặng. Có cuộc vui chơi, giải trí, di chuyển, nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này. Hao tốn về mua sắm. Tử vi tuổi Tân Dậu, thuộc mệnh Mộc. Ngày tuổi của bổn mạng. Có nhiều công việc hoặc có nhiều tin tức đến cần phải giải quyết. Nên có sự sắp xếp tổ chức cho tốt. Không nên đặt nặng vào một chuyện. Có sự hao tốn, cực nhọc về tiệc tùng, đình đám, khách khứa, người thân đến. Dễ hao tài, đi xa bất lợi. Tử vi tuổi Quý Dậu, thuộc mệnh Kim. Ngày tuổi của bổn mạng. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn. Mọi việc không nên hấp tấp, nếu có sự chậm trễ, trắc trở, hoặc có tin không vừa ý, bực mình. Có sự gặp gỡ, họp mặt người thân, bè bạn. Có tài lộc, quà tặng. Có cuộc vui chơi, giải trí, di chuyển, nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này. Hao tốn về mua sắm. Con số may mắn, 8, 30. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, bạc đỏ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất. Trong ngày này, cục diện Dậu Tuất tương hại khiến con giáp tuổi Tuất dễ bị rơi vào tình huống khó xử, có thể do bạn tự gây ra hoặc ảnh hưởng của hoàn cảnh. Bản mệnh nên cân nhắc tránh đưa ra những quyết định vội vàng, quá cảm xúc trong ngày này. Trong vận trình ngày thứ hai này may mắn là, trong ngày đang có được chính quan chiếu mệnh giúp cho công việc trở nên suôn sẻ hơn, nhưng bất kể điều mà con giáp tuổi Tuất được học là gì đi nữa thì ngày hôm nay cũng không phải là dịp tốt để chia sẻ mọi thứ. Hãy học cách bày tỏ ở thời điểm phù hợp, như thế thì tác dụng của chúng mới tích cực. Bên cạnh đó, ngũ hành tương sinh là điểm báo tốt liên quan đến sức khỏe của bản mệnh. Có thể thời gian vừa qua bạn rất lo lắng nhưng giờ đây bạn có thể thở phào nhẹ nhõm vì mọi thứ đang trong tầm kiểm soát. Tử vi tuổi Giáp Tuất, thuộc mệnh Hỏa. Ngày có nhiều sự thay đổi, hoặc mở ra một hướng đi cho công việc cũng như vấn đề tình cảm. Có cuộc gặp gỡ hội hè, đình đám, gặp lại người thân, bè bạn. Có tin tức ở xa. có lộc nhỏ, lộc ăn, quà tặng. Có người đi xa, tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ. Mọi việc nên để tự nhiên, tính toán thêm thì sẽ gặp điều không hay. Tốt hơn là không nên đặt nặng vào sự việc đang đến, và dùng tình cảm, thiện chí mới đạt được kết quả. Nếu đã có sự hẹn ước định kỳ thì nên thay đổi. Có sự hội ngộ bè bạn, thân nhân, hoặc có tin tức. Tài lộc trung bình, tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc. Nếu đã có sự hẹn ước định kỳ thì nên thay đổi. Có sự hội ngộ, gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hoặc có tin tức. Mọi việc nên để tự nhiên, tính toán thêm thì sẽ gặp điều không hay. Tốt hơn là không nên đặt nặng vào sự việc đang đến, và dùng tình cảm, thiện chí mới đạt được kết quả. Tài lộc không tốt, có sự thiệt hại, rủi ro. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim. Hãy mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh, công việc hiện tại. Nên cẩn trọng trong việc vận chuyển, đi đường, sử dụng xe cộ, máy móc. Nên giải quyết dứt khoát về chuyện tình cảm, nhân nghĩa. Mọi việc nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói, dễ gặp chuyện thị phi, phiền lòng. Không nên nhúng tay vào chuyện người không tốt. Không nên luyến tiếc những gì còn sót lại. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy. Nếu đã có sự hẹn ước định kỳ thì nên thay đổi. Có sự hội ngộ, gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hoặc có tin tức. Mọi việc nên để tự nhiên, tính toán thêm thì sẽ gặp điều không hay. Tốt hơn là không nên đặt nặng vào sự việc đang đến, và dùng tình cảm, thiện chí mới đạt được kết quả. Tài lộc không tốt, có sự thiệt hại, rủi ro, trách oán. Con số may mắn, 6, 22. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, bạc. Quý nhân phù trợ, Tý, Tỵ. Tử vi tuổi Hợi. Vận trình ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy kiếp tài chiếu mệnh, nhắc nhở bạn tuổi Hợi đừng lo lắng nếu một người nào đó dồn những cơn tức giận lên mình nhé. Con giáp tuổi Hợi, có lẽ họ đang bực dọc với một điều gì đó thay vì với chính bạn. Hãy để thái độ bao dung, điềm tĩnh giúp bạn xử lý mọi việc này một cách tốt nhất nhé. May mắn trong ngày này là khi bạn gặp được ngày có thủy kim tương sinh, mang lại niềm vui liên quan tới tiền bạc hoặc tình cảm cho bản mệnh. Có thể có người được nhận lương hoặc nhận được một khoản hỗ trợ trong ngày hôm nay, nhờ đó bạn có thể vượt qua thời điểm khó khăn. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài phòng thai phụ, giường ngủ và cửa phòng. Do đó, không nên di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa độc lỗ, đóng đinh những đồ vật này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Ất Hợi, thuộc mệnh Hỏa. Ngày có sự gặp gỡ, hội họp bè bạn, thân nhân, có chuyện vui. Nhưng cũng có tin buồn về bổn mạng, sức khỏe, công danh của người thân. Hao tốn về tiệc tùng, mua sắm. Cuộc vui không nên kéo dài sẽ xảy ra nhiều chuyện phiền toái. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thuộc mệnh Thổ. Ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn, cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý. Nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, thuộc mệnh Mộc. Ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn, cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý. Nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ, hoặc có sự gặp gỡ, đám tiệc, có lộc nhỏ hoặc quà tặng, lộc ăn. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh Kim. Ngày có sự gặp gỡ, hội họp bè bạn, thân nhân, có chuyện vui. Nhưng cũng có tin buồn về bổn mạng, sức khỏe, công danh của người thân. Hao tốn về tiệc tùng, mua sắm. Cuộc vui không nên kéo dài sẽ xảy ra nhiều chuyện không vui. Tử vi tuổi Quý Hợi, thuộc mệnh Thủy. Ra đi bất lợi, ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn, cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý. Nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ, hoặc có sự gặp gỡ, đám tiệc, có lộc nhỏ hoặc quà tặng. Con số may mắn, 9, 34. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Mão, Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.